Hello, xin chào các bạn đã trở lại với kênh Nhiều Chuyện Cùng Nhân Lì. Bữa hôm nay là ngày July 4, được gọi là ngày sinh của nước Mỹ các bạn. Thì ở một cái tiểu bang Illinois cách mình, cái chỗ mình ngồi một tiếng đồng hồ, nó có một cái vụ xả súng các bạn. Một người đàn ông đã cầm súng xả vô đám đông, làm 6 người chết, 30 người bị thương. Thì bữa hôm nay mình sẽ đi bình luận về cái vấn đề này các bạn. Thì các bạn thấy là mình đang đội cái nón lá cờ của nước Mỹ các bạn. Red, white and blue có nghĩa là lá cờ của nước Mỹ là màu xanh, màu trắng, màu đỏ. Áo của nước Mỹ màu xanh, màu trắng, màu đỏ. Quần của nước Mỹ màu xanh, màu trắng, màu đỏ. Ok. Thì bữa hôm nay là cái ngày lễ July 4 được mệnh danh là ngày sinh của nước Mỹ. Cách đây 216 năm về trước, bữa hôm nay là cái ngày nước Mỹ tuyên bố độc lập khỏi nước Anh các bạn. Nước Mỹ không còn dính dáng gì tới nước Anh cả. Ok. Thì mỗi một năm như vậy các bạn, là mỗi một tiểu bang, chẳng hạn như là tiểu bang của mình á, bữa hôm nay là mình, nếu như mà bữa hôm nay á là mình phải mặc đồ ha, đó mình đi xuống dưới cái công viên mà tổ chức cái lễ độc lập các bạn, thì ở dưới đó đó họ sẽ chặn đường, không, họ sẽ chặn đường rất là xe, giống như ở chỗ này là công viên đi, họ sẽ chặn đường xung quanh đây nè. Thì chỉ có một lối đi vô và một lối đi ra thôi. Họ không cho các bạn đem mấy cái cây selfie stick, mấy cái cây cầm cầm dài dài nè. Họ không cho các bạn đem vô, tại vì họ tưởng là có thể là súng các bạn. Họ không cho mấy cái này vô, ok. Họ không cho các bạn đem bia vô, họ không cho các bạn đem nước vô, tại vì các bạn biết không, chất lỏng cũng có thể tạo ra bom nữa các bạn nhé. Thì trong trong những trong cái ngày này họ kiểm tra rất là gắt. Họ không cho các bạn xài máy flycam, họ không cho các bạn đem những cái gì mà nó giống hình thù cây súng, chẳng hạn như là cây selfie stick, thấy không? Thì những cái camera này mình cũng không được đem vô luôn luôn các bạn nhé. Hồi xưa đó thì mình rất là thích đi xuống đó, tại vì đi xuống đó nó vừa có ca nhạc nè, nhiều khi họ mời ca sĩ nổi tiếng về, rồi họ có giống như là bán đồ ăn nè, đó, rồi có biểu diễn máy bay nè. Thì nguyên một ngày, các bạn biết không? Cái bữa hôm nay là July 4 thì ở mỗi một tiểu bang họ sẽ làm giống nhau, có nghĩa là từ 9 giờ sáng đó là người ta ùn ùn kéo xuống đó, rồi có người thì trải thảm ra nằm ở trên cỏ, rồi đó đói bụng đó, thì họ đi vòng vòng họ ăn đồ, ăn xong họ lại trở về cái tấm thảm mà họ trải ra để nằm lên cỏ, họ ngồi ở đó cho tới 9 giờ tối và sẽ được bắn pháo bông các bạn. Nhưng mà tầm 1-2 giờ trưa đó là sẽ có máy bay biểu diễn bay bay lượn trên bầu trời các bạn. Có nghĩa là bữa hôm nay các bạn xuống đó từ 9 giờ sáng, các bạn sẽ được nghe nhạc miễn phí, không, nhạc rock and roll các bạn, miễn phí. Các bạn được ăn food truck miễn phí. Đó, rồi các bạn sẽ được giống như là chơi những cái trò chơi mà họ tổ chức dưới đó. Thì nhưng mà xui một cái là đi những cái nơi này đó rất là dễ bị xả súng các bạn. Hồi xưa các bạn biết không, lúc mà mình mới qua bên Mỹ á, mình cũng rất là thích đi các bạn, nhưng mà dạo này nước Mỹ nó xả súng nhiều quá cho nên mình cũng không dám đi các bạn. Bữa hôm nay mình đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, thấy không? Thì quay trở lại cái vụ xả súng ở bên tiểu bang Illinois này. Thì cái tiểu bang Missouri của mình á, là nó giáp ranh với lại tiểu bang Illinois, nó chỉ cách nhau một cái con sông thôi các bạn. Ok. Thì bây giờ những cái người mà họ đi xuống dưới ngồi trong cái buổi diễu hành này đó bạn, thì cũng giống như bên tiểu bang mình thôi, họ sẽ đem ghế, đem bàn, đem đồ ăn thức uống, họ sẽ trải đó và họ nằm ở đó các bạn. Thì khi mà họ nằm đó xong thì tự nhiên có một thằng kia nó cầm cây súng, nó đi vô bạn, nó đi vô và nó bắt đầu bắn người này bắn người kia, và những cái người này họ la lên, họ chạy tán loạn các bạn, họ chạy tán loạn luôn đó. Và ngay lập tức là cái thằng này nó đã bị bắt, nhưng mà cảnh sát không biết được cái động cơ mà cái thằng này nó xả súng ở trong cái này là gì các bạn nhá. Thì thường thường các bạn biết không, thường thường thì những cái ngày chẳng hạn như là ngày những cái ngày lễ lớn, chẳng hạn như là cái bữa nay là July 4 nè, thì người dân họ rất là sợ đi xuống dưới, giống như là các bạn biết không, dân những cái người mà họ sợ giống như là những cái người di dân giống như mình, là giống như là người Việt Nam hay là người Trung Quốc hay là người Hàn Quốc hay là người Lào, họ rất là sợ đi xuống dưới các bạn, tại vì họ sợ bị xả súng các bạn, họ sợ bị xả súng. Nhưng mà những cái người mà Mỹ, mà gọi là người Mỹ yêu nước đó các bạn, thì họ không sợ bạn, họ nói là tôi tin tưởng vào nước Mỹ. Có nghĩa là bây giờ á, mình là người Việt Nam, không, bữa hôm nay mình chuẩn bị sẵn sàng, mình sẽ đi xuống dưới mình chơi,
nhưng mà ba của mình sẽ nói là thôi con ơi đừng có đi, ở dưới có coi chừng bị xả súng đó. Thì mình là người Việt Nam thì mình sẽ nghe những cái lời đó và mình không đi, mình ở nhà sợ chết các bạn, sợ chết. Nhưng mà những cái người Mỹ á, họ bữa nay là lễ, bữa nay là ngày tuyên bố độc lập, họ là những cái một người Mỹ yêu nước, họ sẽ xuống dưới thì người ta sẽ hỏi là anh xuống dưới anh có sợ xả súng không, thì họ nói là tôi không sợ, tụi nó xả đi, tôi xả lại cho họ, tại vì đây là nước Mỹ, đây là đất nước của họ các bạn, họ không để những cái điều đó xảy ra. Các bạn biết người Mỹ họ rất là yêu nước các bạn, những cái người Mỹ mà yêu nước á, họ luôn tin tưởng vào đất nước của họ. Các bạn biết giống như bữa hôm nay nè, ok, mặc dù ở bên chỗ kia xả súng, ở bên tiểu bang kia xả súng, nhưng mà ở bên đây họ vẫn xuống chỗ đó, thì họ cũng sợ xả súng nữa, nhưng mà họ tin tưởng là những cái người bảo vệ á, sẽ quản lý được các bạn, họ tin tưởng vào nước Mỹ đó. Giống như ở ở trên tờ tiền của nước Mỹ họ có in là in God, các bạn thấy không, in God we trust. Tại sao họ lại không ghi là we trust in God mà là in God we trust các bạn, có nghĩa là chúng tôi đặt niềm tin vào Thượng Đế ha. Thì các bạn biết không, giống như bữa hôm nay là cái ngày mà gọi là lễ độc lập của nước Mỹ, có nghĩa là bữa hôm nay là cái ngày mà nước Mỹ ra đời, thì những cái người nào mà yêu nước Mỹ họ sẽ tin tưởng nước Mỹ đó. Thì bữa hôm nay là mình có thể đi xuống chỗ kia, mình đi xuống chỗ kia mình không sợ, tại vì mình biết được là những cái nhân viên an ninh họ sẽ bảo vệ được mình đó, các bạn hiểu không? Nhưng mà nhiều khi cũng 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 sợ, mà sợ chết các bạn nha. Nói chung là ở bên Mỹ này á, các bạn hạn chế đi cái chỗ đông đông đi. Nhiều khi các bạn biết không, nhiều khi á họ xả súng á, thì nhiều mình né cũng được bạn, giống như là tự nhiên mình đang ngồi có cái thằng kia nó lấy súng nó chĩa lên đầu của mình, thì mình né cũng được các bạn, mình né cũng được chứ không phải mình không né được. Hoặc là thí dụ như mà mình bị nó bắn một phát đi, thì mình chụp cái súng lại các bạn, mình giằng qua giằng lại thì bắt quá cũng cũng bị một phát thôi các bạn, cũng không đến nỗi nào tại các bạn ha. Nhưng mà nhiều khi mà có mấy thằng mà tụi nó chơi liều các bạn, tụi nó đặt bom luôn á, lúc đó là mình banh banh tà lông luôn các bạn, mình banh tà lông luôn, ok. Thì đó là những cái trường hợp mà nó xảy ra ở ở những cái chỗ đông người bạn. Thì các bạn biết mình sống ở bên nước Mỹ là 20 năm các bạn, 20 năm. Cái năm đầu tiên mà mình qua nước Mỹ á, các bạn biết không, thì cứ mỗi năm vào một cái ngày lễ giống như vậy nè các bạn biết không, thì mình gia đình mình á, thì họ không có muốn mình đi xuống ở chỗ đông người các bạn, nhưng mà mình là một YouTuber các bạn, thì mình phải đi xuống những cái chỗ đông người để mình quay cho các bạn coi. Cho nên các bạn thấy không, nhiều khi mình cũng phải dấn thân vào nguy hiểm. Các bạn coi video là các bạn bấm subscribe để ủng hộ kênh mình, ok. Mình phải dấn thân của mình vào nguy hiểm để quay video cho các bạn coi. Các bạn nhiều khi đi xuống chỗ đông người các bạn biết không, nhiều khi tụi nó đặt đặt bơm á, nó cái này ở bên Mỹ là bình thường mà nhé, ở bên Việt Nam á rất là hiếm cái tình trạng là đặt bơm các bạn, rất là hiếm cái tình trạng xả súng các bạn ha. Đó các bạn biết không, hồi cách đây mình mới qua Mỹ không, cách đây 20 năm về trước mình qua bên Mỹ các bạn biết không, mình ở đây không, ngày mơ các bạn biết không, ở ở đầu đường á có một thằng bị bắn chết ngay đầu đường đó các bạn. Mình mới qua Mỹ à, mình không biết gì các bạn, tự nhiên đang đi ra thấy xe cảnh sát bu lại quá trời luôn, không biết chuyện gì xảy ra hết trơn. Là cảnh cảnh, cảnh ngày mơ là cảnh cảnh sát nói là có thằng bị bắn chết ngay chỗ này. Trời các bạn, ghê gớm, nước Mỹ ghê gớm bạn. Không, rồi các bạn biết không, hồi xưa ở bên Việt Nam các bạn biết không, hồi xưa bên Việt Nam mình đi ra đường á, mình thấy mấy thằng nhóc tụi nó hay cầm mấy cái súng nhựa bắn bắn chỉ lại các bạn, mình thấy bình thường các bạn. Bây giờ đi qua bên Mỹ các bạn, nhiều khi mình đi bộ á, mấy cái thằng nhóc á, tụi nó cầm súng tụi nó chỉ mình sợ sợ các bạn, nhiều khi súng súng thiệt các bạn. Các bạn biết không, mấy mấy thằng nhóc Mỹ nhiều khi tụi nó lấy súng của bà nó ra nó chơi mà súng thiệt các bạn nhé, các bạn giỡn mặt cho nó bắn đó, ok, cũng khá là nguy hiểm các bạn, cũng khá là nguy hiểm. Thì lại thêm một vụ xả súng nữa các bạn, lại thêm một vụ xả súng ở bên Mỹ nữa, nhằm vào đám đông nữa. Các bạn biết không, thì sau những cái lần xả súng như vậy đó, thì những cái người mà chẳng hạn như là người Hàn Quốc, người Việt Nam, người Trung Quốc á, họ họ sẽ hạn chế đi tới những chỗ đông người các bạn, họ sẽ hạn chế chứ không phải là họ 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 không muốn đi, họ sẽ hạn chế thôi, ok. Nhưng mà những cái người Mỹ á, họ không có giống như là hạn chế các bạn, họ vẫn đi. Người Mỹ họ rất là liều mạng các bạn, tại vì các bạn biết không, người Mỹ họ có một cái quan niệm á,
là đây là nước Mỹ, đây là đất nước của tôi, phải không? Tôi không để cho mấy người này phá được, tôi phải đi. Có nghĩa là mình, có nghĩa là những người Mỹ họ không sợ các bạn, họ không sợ. Cũng giống như cái vụ mà 911, cái vụ mà khủng bố tấn công vô New York các bạn. Thì các bạn biết không, khi mà khủng bố họ lái máy bay tấn công vô cái tòa New York đó, nó làm chết 3.000 người các bạn. Thì lúc này á, các bạn biết không, nước Mỹ là lung lay các bạn, nước Mỹ lung lay các bạn. Biết bao nhiêu người giống như là sợ sệt. Nhưng mà những cái người Mỹ khác họ đứng lên, họ nói là chúng tôi không sợ. Bây giờ cái hai cái tòa tháp này sụp xuống, chúng tôi sẽ xây lên những cái thứ khác còn vĩ đại hơn nữa. Đó, các bạn thấy không? Một cái gọi là những cái người mà yêu nước các bạn, những người yêu nước họ họ rất là mạnh dạn các bạn nhé. Thì đó đó chính là những cái lý do mà tại sao có nhiều người nói là trời, tại sao năm nào cũng có xả súng mà tại sao những cái người này họ dẫn tới. Các bạn biết không, những cái người Mỹ mà yêu nước á, là họ dẫn xuống. Bữa nay là có lễ đúng không, là họ dẫn xuống mà. Thì người nào mà đứa nào mà xuống xả súng á, thì họ sẽ giống như là phải siết chặt an ninh các bạn ha. Hồi xưa thì các bạn biết không, giống như bây giờ là 20 năm sau nè, thì mình đem theo cái cây này á, họ sẽ không cho mình vô bạn. Họ nói là ok, bây giờ á mà mày phải bỏ cái cây này ở đâu đi, bỏ ngoài xe đi, hay là bỏ ngoài chỗ nào cũng được, nhưng mà mày không được đem cây này vô. Thì mình nói với họ là cái cây này chỉ là camera thôi mà, nhưng mà họ không tin các bạn. Họ nói là cái cây này sao mà giống cây súng vậy, không cho mày vô. Cho nên có nhiều khi mà các bạn đi coi video của mình, tại các bạn hỏi là tại sao anh Nhân không dùng cái cây này quay phim mà lại dùng cái điện thoại. Các bạn biết không, giống như bây giờ á, mình đi quay phim á, thì mình dùng cái điện thoại á cũng được nữa, nhưng mà nhiều khi nó cái điện thoại nó bị rung các bạn, thì mình phải dùng cái cây này. Nhưng mà mình dùng cái cây này á mà mình đi vô những cái chỗ đông người, chẳng hạn như là đi vô những cái chỗ bắn pháo bông hay là những cái chỗ lễ hội hội chợ đó, thì tụi cảnh sát tụi nó không cho mình đem vô các bạn. Tụi nó nói là cái cây này nó dài dài giống như cây súng, mà tại nhiều khi họ họ chế cái súng các bạn, họ không cho mình đem cây này vô đó. Cho nên á, rồi các bạn biết không, những cái nơi mà chẳng hạn như là mình đem cái ly này vô, trong này có chất lỏng, họ không cho mình vô bạn. Tại vì các bạn biết là cách đây mấy năm về trước á, có một cái nhóm khủng bố tụi nó chế tạo bom bằng chất lỏng á, tụi nó chỉ cần trộn hai cái chất lỏng lại là nó sẽ nổ ra đó bạn. Cho nên bây giờ các bạn đi máy bay á, tụi nó không cho các bạn đem chất lỏng theo, đó là cái nguyên nhân như vậy. Thì mình đem nước mình vô họ cũng không cho đâu bạn, họ bắt mình vô trong kia mua đó. Các bạn thấy không, mỗi một năm đều có những cái vụ xả súng như vậy. Thì mỗi một năm á, những cái nơi này á, nó sẽ siết chặt an ninh. Giống như hồi xưa các bạn biết, hồi xưa khi mà mình đi coi pháo bông, mình đi coi lễ hội đó, là mình đi cái giống như đây là cái lễ hội đi, mình đi hướng này hướng này hướng này hướng này hướng này, mình đi hướng nào vô cũng được các bạn, mình đi hướng nào vô cũng được chứ. Nhưng mà bây giờ mọi lễ hội đó, họ họ giăng mấy mấy cái rào chắn đó các bạn, không, và họ 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 có bảo vệ đứng. Có nghĩa là mình đậu xe đây, mình phải đi một vòng qua đây rồi mình mới đi vô cái cổng được. Mà mình đi vô cái cổng á là họ phải kiểm tra nha, không, mình có đem dao không, mình có đem vũ khí không, mình có đem mấy cái đồ nhọn nhọn không, họ không cho vô các bạn. Bây giờ còn khó hơn là đi máy bay nữa, đi máy bay họ mới kiểm. Bây giờ đi mấy cái đó họ cũng kiểm nữa các bạn đó. Thì cách đây mấy năm về trước á, thì mình cũng chịu khó đi các bạn, giống như là trời ơi, đi vô trỏng chơi á, các bạn biết không, họ không cho mình đem camera vô, mình không quay được cho các bạn coi, họ không cho mình đem nước vô, nói chung là họ họ hạn chế đủ thứ nhé. Cho nên mấy năm sau này á, lỡ mình ở nhà không, mình không có đi các bạn. Tại vì đi vô trỏng á là cốt yếu là để quay video cho các bạn coi. Nhưng mà sau những cái lần mà xả súng đó, mình nói chung mình cũng sợ chết các bạn. Mình chưa nhận được nút vàng của YouTube mà, các bạn hiểu không? Bởi vì mình đi quay video cho các bạn coi, mình cũng nhiều khi mình cũng sợ nha các bạn. Có nhiều nơi phức tạp, chẳng hạn như là giống như là xả súng nè, nổ mìn nè các bạn. Ở bên Mỹ là cái chuyện nó xảy ra hàng ngày các bạn, nhưng mà mình không biết được cái nó xảy ra khi nào các bạn. Đúng không? Cho nên người Việt Nam của mình bây giờ hạn chế đi chỗ đông các bạn. Thôi ở nhà đúng không? Giống như bữa nay là lễ các bạn thấy không? Mình đội nón nè, không, mình mặc áo được, đáng lẽ là bây giờ mình sẽ đi xuống dưới đó, bây giờ pháo bông bắn nữa không, mình ngồi ở nhà mình coi hàng xóm mình bắn pháo bông. Mấy ông hàng xóm của mình á bây giờ cũng ở nhà luôn, không đi coi, không đi xuống dưới kia coi bắn pháo bông luôn bạn. Thì nếu như mà mình đi xuống dưới á, là bữa nay là có biểu diễn máy bay nè, rồi có đồ ăn nè,
rồi có bắn pháo bông nè, 2 tiếng nữa là bắn pháo bông nè. Nhưng mà bây giờ nghe tin là xả súng ở bên Illinois các bạn, thành phố Chicago, thôi ở nhà luôn, đi mất công bị xả súng các bạn. Không, bây giờ là cái tin này là đang là tin hot nhất bữa hôm nay. Để mình đi mình nghe ngóng để coi có cái tin gì hot mình cho các bạn coi nữa nha. Hẹn gặp các bạn trong video clip lần sau. Bye bye các bạn.